Xin chào các bạn, mình tên là Thạch Thảo, hiện mình đang là một kiến trúc sư và mình tham gia lớp vẽ OS với tư cách là một giáo viên dạy hội họa dành cho thiếu nhi, bắt đầu từ năm 2020. Và trước khi tham gia vào lớp vẽ thì mình đã cảm thấy lớp vẽ OS là một nơi rất là bổ ích sáng tạo dành cho các bé thiếu nhi. Và sau khi mà tham gia vào lớp vẽ OS thì mình mới nhận thấy rằng đằng sau những khóa học sinh động đầy màu sắc đó thì là sự nỗ lực rất nhiều của các thầy cô và các bạn hỗ trợ. Và khi làm việc cùng với các thầy cô thì mình cảm thấy các thầy cô rất là tâm huyết. Và đặc thù trong ngành này mà mình nhận thấy đó chính là sự yêu trẻ và phải hiểu được tâm lý của trẻ con. Và nhất là phải có sự kiên trì, nhẫn nại thì mới có thể hướng dẫn được cho các bé. Và một kỷ niệm đáng nhớ khi mà mình làm việc tại lớp vẽ OS đó chính là vào buổi tham gia đầu tiên cùng chương trình Sài Gòn Phiêu Lưu Ký thì mình rất là ấn tượng bởi một bạn học viên nhí. Dù chỉ mới là có 4 tuổi thôi nhưng mà khi vẽ thì em rất là tập trung và chăm chỉ và nghe theo sự hướng dẫn của giáo viên để làm bài, thì mình cảm thấy rất là được khích lệ và có động lực hơn trong công việc. Và qua lần đó thì mình mới nhận ra một điều rằng quả thật nghệ thuật không phân biệt tuổi tác và hội họa là dành cho tất cả mọi người, từ bạn nhỏ nhất cho đến người trưởng thành. Và nếu như bạn có một niềm yêu thích hội họa thì hãy thử sức, hãy thử trải nghiệm và cho bản thân cơ hội để khám phá thêm được nhiều điều tiềm ẩn bên trong của mình. Để góp ý cho lớp vẽ OS thì mình có một niềm mong muốn rằng ngoài các khóa đào tạo về mỹ thuật, về các kỹ năng giảng dạy thì lớp vẽ OS nên có thêm các khóa đào tạo về các kỹ năng mềm để giúp nâng cao chất lượng của giáo viên và giúp cho giáo viên phát triển bản thân. Và nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của lớp vẽ OS thì mình có điều muốn nhắn gửi tới quý phụ huynh. Điều đầu tiên đó chính là mình thật sự rất là cảm kích vì quý phụ huynh đã tạo điều kiện cho các bạn nhỏ được tiếp cận với hội họa cũng như là sự sáng tạo. Điều này giúp cho các bạn nhỏ là thế hệ tương lai của đất nước có điều kiện, có môi trường được phát triển một cách toàn diện. Và điều thứ hai đó chính là mình muốn gửi lời cảm ơn tới quý phụ huynh đã luôn tin tưởng và lựa chọn lớp LS là nơi để gửi gắm con em của mình. Và điều cuối cùng là cô xin chúc cho các bạn nhỏ sẽ luôn vui khỏe và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị nữa với hội họa. Và mình cũng chúc cho quý phụ huynh và các thầy cô sẽ luôn có sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Lớp vẽ LS cùng vẽ ước mơ.